Phong xin chúc toàn đội có được tinh thần thoải mái nhất để bước vào trận đấu với một quyết tâm cao nhất, cộng thêm sức mạnh tinh thần từ khán đài khi mà hiện nay các cổ động viên đã được vào sân. Hậu tin là từ những sức mạnh tinh thần như vậy thì toàn đội sẽ có được kết quả tốt nhất. Chúc toàn đội may mắn. Mình xin chúc đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, có một lối chơi thông minh, mạnh mẽ, cống hiến hết mình vì một quả sắc áo và có một trận đấu thành công.